Rồi, kết quả mini game gói cà phê bảy biển nè các bạn ơi, mình sẽ random một con số may mắn ha. Và số may mắn là 363. Và chúc mừng bạn bún bò súp cà ha, inbox Facebook anh để nhận đồ cà phê bảy biển nữ ha. Và thời gian để nhận quà là từ bây giờ đến là khuya hôm nay nha mọi người, tới ngày mai là coi như hết hạn nha. Thì mọi người comment ngắn thôi, không cần phải comment dài như thế này đâu ha. Thì cũng cảm ơn bạn này đã dành hết thời gian để mà comment thật là dài như thế này luôn. Và mình tiếp tục mở mini game tặng gói quà baby mèo nha các bạn ơi. Bạn nào chưa tham gia thì chưa gọi website vũbaking.com của mình tham gia nha các bạn ơi. Và điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh cho mình lên 85k sub đi mọi người. Còn đây là những hình ảnh mà hồi khuya qua xem những thanh niên bị lừa nè các bạn ơi. Hôm qua thì mình có lên một video mình nói là không có cái nhiệm vụ gì đâu, tại vì có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn là nhiệm vụ tối nay có làm nhiệm vụ không anh Vũ, tùm lum tùm la hết. Nhưng mà mọi người chắc là không xem được cái video của mình hay sao ấy, thì đứng ở đây để mà đợi nhiệm vụ rất là đông luôn nè. Mặc dù là biết mình bị lừa đó nhưng mà các bạn mặc thích hay sao ấy. Thì tối hôm nay là bắn pháo bông nha mọi người, hình như bắn pháo bông 3 ngày lận. Hôm qua nè, đây nè mà ngày mai nha mọi người, 3 ngày liên tục luôn. Mấy bạn kêu mình là làm nhiệm vụ xong mới nhận cái đồ gấu nâu thì không có đó mọi người. Cái bộ đồ gấu nâu 110 thỏi vàng đó các bạn mua mới có, chứ làm gì có gì miễn phí cho mọi người được. Thì cái bộ đồ gấu nâu này hồi xưa cái lần đầu mình chơi game thì mình đã mua rồi. Đây, bộ đồ này mình mua chung với cặn câu sa lì đó mọi người. Không biết là mọi người có nhớ cái thời gian đó không, nhưng mà khá là lâu rồi ha. Đây, mình sẽ giả bộ giả gấu nâu coi thử là mọi người phản ứng như thế nào nha. Trời đất ơi, thì cũng sắp hết thời gian bắn pháo bông, hình như là bắn pháo bông 15 phút. Đấy thì mọi người bắn bu ở đằng kia rất là đông luôn mọi người. Trời đất ơi. Rồi, gói VIP mới nè các bạn ơi. Wow, mùa dạo bước ngày mưa hả? Thì mới vô thì các bạn sẽ được một cái dù mèo tâm thể nè, một cái áo mưa mèo nè. Và cấp thứ 6 thì các bạn sẽ nhận được cái ủng mèo đi mưa. Ôi, cần câu mèo tâm thể nữa các bạn. Ở cái cần câu này thì giống cái cần câu neon hồi bữa bị lỗi đó mọi người. Nhưng mà hôm nay thì thêm vô cái cần câu mới cho các bạn. Không biết là chỉ số nó chi như thế nào, xíu mình sẽ review cho mọi người xem. Ui, và cuối cùng level 12 thì các bạn sẽ được một cái mặt mèo ngạc nhiên ha. Rồi, một xíu nữa mình sẽ mở tới cái mặt mèo luôn và review cho mọi người xem. Ôi, dễ thương nha mọi người. Tới cấp 18 thì các bạn sẽ được một cái giá treo nè. Tới cấp 21 các bạn sẽ được một cái chậu ha. Và cấp 24 các bạn sẽ được một cái máy phun ẩm. Và cuối cùng, chưa cuối cùng các bạn ơi, cấp 27 các bạn sẽ được một cái ghế lười mèo ha. Bữa mình đã nói với mọi người rồi đó. Và cuối cùng đây nè các bạn ơi, gấu bông ngày mưa. Và hôm nay cũng bán Subro nè các bạn ơi. Là trời ơi, các bạn sẽ nhận được 1.000 Subro cộng với 10 kim cương với giá là 45.000 nha các bạn. Wow, cái này là mình mua 2 gói, cỡ 2 gói là mình 3 gói chứ. 3 gói là mình đủ đổi cái xe rồi đó mọi người. Tại vì hiện tại mình đang dư. Ui, hôm nay cũng bán gói kim cương nữa nè. Gói phi công nè các bạn ơi. Bữa mình đã tiết lộ chưa? Tiết lộ cho mọi người trên website của mình rồi ha. 100 kim cương nha các bạn ơi. Gói này dành cho nữ cũng rất là dễ thương luôn nè. Mọi người có muốn mình review luôn không? Đó là những thứ mới trong ngày hôm nay đó mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ nhận trước gói VIP đó ha. Review cho mọi người trước gói VIP. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận cái dù này mọi người. Xịn nha, tôi sẽ bảo vệ bạn khỏi mưa. Đẹp nha mọi người. Rồi mình sẽ mang vô thử coi thử thế nào ha. Ui, gấu nâu mang dù nha các bạn ơi, gấu nâu mang dù nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi điểm vương miện để mình đổi luôn những vật phẩm còn lại. Rồi sau khi nhận những vương miện miễn phí thì mình mới level 2,5 rồi các bạn ơi. Muốn lên level 3 phải tốn 10 kim cương nữa nè. Nói chung là mình sẽ để dành 100 kim cương để mà còn mua cái bộ đồ kim cương đó nha mọi người. Hiện tại thì mình sẽ mở tới level 6 đi là sẽ còn bao nhiêu kim cương? 250 kim cương. Rồi mình sẽ mở tiếp, mình sẽ đầu tư, sẽ mở mình review cho mọi người xem luôn. Cái càng câu này thì mọi người thấy rồi nè, nhưng mà chỉ số nó thì mọi người chưa biết đúng không? Mình sẽ review luôn. Ủa, hình như là vừa đủ luôn mọi người ơi, dư một đúng 100 kim cương luôn ý. Trời đất ơi, còn dư 137 kim cương để còn mua cái bộ đồ kia luôn nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận những cái vật phẩm xịn sò trong gói VIP này nha mọi người. Rồi một khuôn mặt mèo rất là dễ thương của team Familyware luôn này. Đấy, chắc chắn là mọi người rất là thích khuôn mặt này đúng không? Giặt cả mình mèo
mèo ngạc nhiên nha mọi người. Rồi một cần câu mèo, cần câu mèo này thì cần câu Lusuri nha các bạn. Lusuri, xíu mình sẽ review coi chỉ số như thế nào. Một cái ủng mèo này, rồi và một cái bộ đồ mèo áo mưa nữa. Đẹp 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 mọi người ơi, đẹp nha đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ trang bị vô luôn. Ui nhà mình đông thế nhờ, đông thế nhờ, đông thế nhờ. Rồi đau đau đau, hôm qua thì mình giả gấu đau mình đi vòng vòng khu Beleza chơi nha mọi người. Rồi bộ đồ rất là dễ thương này, và một cái khuôn mặt mèo đấy. Mình sẽ đổi dáng người cao lên một tí. Rồi dáng người như thế này là dễ thương luôn. Còn ủng mèo nữa các bạn, đây một cái đôi ủng để mà đi mưa nữa này. Rồi rất là dễ thương luôn các bạn ơi, trời đất ơi. Ấy da, lắc lắc, trời ơi dễ thương không mọi người, dễ thương nha, dễ thương thật sự luôn. À nãy trong cái hộp thư mình còn cái gói kỳ lân chưa mở nè. Ây trời ơi được cái bếp kim cương, ôi giời một kim cương. Rồi xịn xò. Ê có bạn mua gói phi công luôn nè mọi người, đấy review cho mọi người cái gói phi công của bạn P Anh nè, đấy cũng dễ thương luôn nha. Ủa cái gói phi công này mọi người, 100 kim cương thôi cũng rẻ luôn. Hôm nay nhà phát hành ra đồ hơi nhiều nha mọi người, là ai có mua gói phi công rồi nè. Nhưng mà đồ mèo nó vẫn dễ thương hơn nha mọi người, đồ mèo nó vẫn xịn hơn nha. Cũng tổ chức cái mini game để tặng cái gói VIP này cho mọi người luôn, và nhớ tham gia nha trên website mobikin.com của mình nha mọi người, dưới phần comment game nha. Rồi cái cần câu mèo nè các bạn ơi, cần câu mèo đây. Trời ơi cái cần câu này giống cái cần câu bữa bị lỗi neon đó mọi người. Hôm nay thì nhà phát hành bỏ vô hình như cần câu neon hết bị lỗi đúng không, để mình lấy cái cần câu neon thử coi thử nha. Coi thử là nó còn bị lỗi không. Đây cái cần câu neon này các bạn, cần câu neon cũng vẫn bị lỗi nha mọi người, cũng vẫn bị lỗi nha. Trời ơi vậy là bản cập nhật sắp tới thì nó sẽ fix nha, còn bây giờ thì nó chưa đâu. Để coi là thông số cần câu mèo nha các bạn ơi, tăng 60% cơ hội thành công có thể bắt cá mini nè, và tăng 50% cơ hội nhận được cá quý hiếm nha các bạn ơi. Đấy thì cần câu này cũng bình thường thôi các bạn ơi, bình thường ha. Thì cái cần câu này thì bây giờ mọi người cũng đâu có xuyên bắt cá nữa đâu. Nói chung là nó phù hợp với lại cái VIP lần này đó mọi người. Rồi mọi người thấy bộ đồ VIP lần này như thế nào? Mình chấm 10 điểm luôn đó mọi người, tại vì cái bộ đồ đẹp nó dễ thương thật sự luôn ấy. Rồi những các bạn nào mà có kim cương thì vô mua cho mình cái bộ đồ phi công đi nha. Bộ đồ phi công này cũng ok này, dành cho những bạn nữ nè. Mình thấy đồ nam, mình thấy nam chắc mặc cũng ok đó mọi người. Cái đồ này không biết là cái quần của phi công hình như là váy đó mọi người. Trời đất ơi vậy là không mặc váy được rồi, vậy là phải cosplay cosplay nữ luôn rồi các bạn ơi. Thấy không, mỗi lần mà ra đồ nữ là mình phải giả nữ luôn nha mọi người. Còn đồ nam thì các bạn nữ mặc bình thường đúng không, còn đồ nữ thì các bạn nam phải là giả nữ luôn. Rồi cho con bé của mình đã tắm đã. Rồi đồ nữ rất là dễ thương luôn các bạn. Và các bạn muốn mình nạp để mình review chiếc xe cho mọi người xem luôn không? Thì nhớ like và đăng ký kênh theo dõi nha. Bye bye mọi người.